Hello. Hello chào mừng em quay trở lại với channel Shop Live chất đồ cũ. Ngày hôm nay mình xin phép tạm dừng cái series quay loa vi tính và các cái sản phẩm loa sao 3 ha. Do là ngày hôm nay có một cái lô loa đồng trục 3 đường tiếng của Kenwood. Đó, hình oval rất là đẹp. Lô này thì mình đã có từng giới thiệu trên kênh về rồi. Lô này thì cái loa này á thì được khá nhiều anh em hỏi và chờ hàng nên là ngày hôm nay về hàng mình sẽ phải ưu tiên để cho nó lên sóng trước ha. Thì anh em nào mà đã có liên hệ với mình trước và dặn hàng cái loa này thì vui lòng liên hệ lại ha. Loa này đã về hàng nhưng mà số lượng không nhiều nha anh em, số lượng chỉ có mấy cặp thôi. Đó, tại vì cái loa này cực kỳ hot, cực kỳ hay luôn nên là anh em dặn rất là nhiều. Nó có nhiều cái tính năng mà những loa khác không có. Thứ nhất đó là cái màng của nó là màng carbon này, màng carbon rất là rộng này, hình oval. Thứ hai của nó là công suất cao, công suất nó cực đại lên tới 320W. Và thứ ba nữa đó là cái dải mid chép của nó cực kỳ sáng luôn, phù hợp làm loa nghe nhạc hoặc là loa karaoke. Đã có khách của mình làm loa karaoke rồi nha anh em, rất là hay luôn. Thì ngày hôm nay thì mình có một cái điều đặc biệt nữa, đó là mình sẽ chuẩn bị thêm cho anh em một cái thùng gỗ ở đây, mình làm tạm thôi, không có phải là cầu kỳ gì, mình làm tạm thôi để mình test âm thanh cho anh em nghe thử xem là cái âm thanh của nó như thế nào. Thứ hai nữa là mình sẽ test bằng cái âm ly xe hơi và cái đầu zin, xem thử xem là để mình so sánh thử xem là cái nào nó dùng được và cái nào có những cái hạn chế và những cái ưu điểm gì của từng cái ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cái cặp loa này cho anh em tham khảo ha. Rồi cảm ơn anh em cùng theo dõi nhé. Bây giờ thì mình sẽ thông tin chi tiết về em nó cho anh em tham khảo ha. Cho anh em tham khảo lại, trước đây mình cũng đã có từng giới thiệu rồi nhưng mà có thể là một số anh em cũng chưa biết. Thì loa này xin nhắc lại một lần nữa, đây là loa đồng trục hình oval nha anh em. Loa này là của loa xe hơi, của xe hơi lắp cho để nâng cấp xe hơi nha anh em. Đó, nhưng mà anh em có thể làm loa karaoke hoặc loa nghe nhạc gia đình đều được nha. Loa này rất là hay. Chính vì nó là đồng trục nên là nó sẽ thể hiện tốt ở cả ba dải luôn. Đó, thì hai cái loa chép này sẽ thể hiện ở dải cao, loa bass này sẽ thể hiện ở dải trầm, trung trầm. Đó, và đặc biệt loa này được thiết kế, được cấu tạo bởi cái màng loa là màng carbon nên là sẽ cho âm thanh ra sáng, nhẹ và êm, rất là dễ chịu. Còn cái gân cao su này á, là gân khá chứ là dày nha anh em, mình sẽ đo cho anh em tham khảo này. Cái gân này nó dày tới gần 1.5cm, đó, nên nó độ rộng của gân á, nó tới 1.5cm nên là nó sẽ cho ra cái dải bass của nó lực và ấm. Đó. Điều mà một khách hàng của mình thích nhất ở cái cặp loa này chính là cái dải tần cao, âm thanh cho ra rất chi là sắc bén và sắc nét. Đó, không bị chói nha anh em, nghe không bị chói nha, nghe dải cao rất chi là tốt nhưng mà lại không bị chói, đó là cái hay của nó nên là được cực kỳ nhiều anh em thích. Rồi, anh em nhìn thấy cũng thấy là cái cụ từ của nó rất chi là dày, cụ từ dày, cho mình sẽ đo cho anh em thấy này, cụ từ này dày tới 2.8 gần 3cm lận. Đó, rất là dày và lớn. Đây, cụ từ này nó dài rộng tới đường kính tới 11cm. 11cm lận. Nên là cái anh em nó mà đập âm dập bass thì anh em khỏi chê ha. Rất là mạnh, đập rất là lực luôn. Để phân tần cho cái hai cái loa chép ở phía trên thì nhà sản xuất họ làm cho một cái cụm phân tần mini ở đây. Đây, anh em nhìn cái cụm phân tần là thấy uy tín rồi ha. Không cần phải nói nhiều ha. Cụm phân tần rất chi là xịn sò luôn. Có cuộn cảm, có tụ đầy đủ ha. Đó, đó là nó sẽ phân tần cho cái cụm loa chép ở trên này. Còn cái loa bass thì anh em nó sẽ câu thẳng vào đây. Đây, nó sẽ câu thẳng đi thẳng vào cái loa bass thôi. Nó không có dùng phân tần ha. Loa đồng trục thì thường thường là vậy. Thì mình sẽ đo kích thước cái chiều dài, chiều rộng để cho anh em tham khảo ha. Loa này thì nó dài 25.5cm chiều dài. Đó, chiều dài vành loa là 25.5cm. Còn cái chiều rộng của nó là 18cm nha anh em. Đường chéo lỗ ốc là 22cm nha anh em. Đó, đó là những cái thông số để cho anh em tham khảo về có thể thiết kế những cái thùng phù hợp. Về thông số kỹ thuật thì loa này tổng trở kháng của nó là 4 ohm nha anh em. Tổng trở kháng là 4 ohm.
cái công suất cực đại mà nó có thể chịu được trong thời gian ngắn đó là 320W, và cái công suất mà RMS đó, tức là nhà sản xuất khuyến cáo đó, thì nó sẽ hoạt động liên tục được là ở 80W, đó là thật hoạt động trong thời gian dài. Đó, loa này của Kenwood. Rồi, một cái củ loa này, đây mình sẽ quay thực tế cho anh em thấy này. Một củ loa này rất chi là nặng luôn nha anh em. Củ loa này, một cái củ loa này nặng tới 1,9 kg. 1,972 kg, tức là gần 2 kg cho một cái củ loa này. Đảm bảo là cực kỳ uy tín nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ test, bây giờ chắc là cũng không có gì thêm để mà giới thiệu nữa. Thì mình sẽ test âm thanh cho anh em nghe thử xem là cái âm thanh của nó sẽ như thế nào nha. Rồi, ok anh em.
Vừa rồi thì anh em cũng đã được nghe cái âm thanh từ cái loa Kenwood này mà mình lắp ở trên cái thùng, mà thùng này mình làm tạm thôi, cũng không có gì đặc biệt cả, thùng bình thường thôi. Lỗ hơi mình làm còn là sơ sài nữa, nhưng mà anh em cũng cảm thấy được là cái độ lực, độ chắc và cái âm mid chép rõ ràng, rất là sáng, rất là hay của cái loa Kenwood này ha. Thì vừa rồi là mình test bằng cái âm ly này anh em. Đây là cái âm ly xe hơi, lấy tín hiệu từ cái đầu này đưa sang đây, nó như một cái setup như là anh em dùng cái âm ly trên trên xe hơi vậy đó. Thì cái âm ly này thì sẽ cho ra cái âm thanh cực kỳ và lực và chắc, hay nữa, rất là trong. Tuy nhiên thì do cái điều kiện bất khả kháng thì mình chưa thể test bằng cái đầu Kenwood này được, tức là chưa thể test bằng cái đầu zin được. Đầu zin thì chắc chắn cái công suất sẽ thấp hơn cái âm ly và cái cho ra cái độ lực sẽ không bằng. Nhưng mà mình sẽ làm cho anh em một cái video test bằng cái đầu này ở một cái video khác ha. Tại vì hiện tại thì lý do bất khả kháng, bên nay là chủ nhật á, nên là hàng xóm họ hát karaoke cũng lớn á, nên là mình sẽ không thể test được. Bây giờ nếu như mà test á, thì mình mà quay âm thanh á, thì sẽ bị lẫn tiếng tạp âm rất là nhiều, nên là anh em sẽ không thể cảm nhận được cái độ trung thực của cái loa nó phát ra nữa. Nên là hẹn anh em ở một video sau ha. Anh em có nhu cầu hoặc là có hứng thú với cặp loa này thì anh em có thể liên hệ hai cái số điện thoại mình sẽ để trên góc màn hình ha. Hai số điện thoại này có Zalo, anh em có thể nhắn trực tiếp, nhắn vào đó hoặc là gọi điện trực tiếp đều được ha. Hoặc ngoài ra thì anh em có thể tham khảo thêm cái thông tin sản phẩm bằng cách là click vào cái đường link ở dưới phần mô tả video. Đường link này thì nó sẽ trỏ trực tiếp vào trang web là shoploa.vn, có cái thông tin sản phẩm, có những cái thông tin từ cái trở kháng, chiều dài, kích thước, độ nhạy, tất cả các thứ mình đều, và ảnh chụp thực tế mình đều có để trên đó ha. Một lần nữa cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, chào anh em nha.